Hiện tại có một cái đàn dê là đi qua đây ở trên cái tuyến đường mà Linh cùng với cả chú Tất Thắng và mọi người đi khảo sát đó các bác. Chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì Mỹ Linh đang có mặt tại thôn Quán Xí cùng với chú Nguyễn Tất Thắng. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì bà con đang gấp rút từ thôn bản. Trưởng thôn cũng thông báo, cả bí thư thì cũng thông báo mọi người là cùng nhau đến đây để giúp cái tuyến đường đổ vào những hộ gia đình ở phía trong cái khu vực khoang mặt đá. Đó, hiện tại thì bột đá thì hôm trước thì mọi người là vận chuyển là cũng gần xong rồi. Trong ngày hôm nay thì mọi người lại tiếp tục là vận chuyển bột đá để vào phía trong để tiếp tục là đổ xong để đón Tết đó. Vâng, ok. Đó, các chị em thì hôm nay thì thực sự là cái thời tiết là Linh nghĩ là nó cực kỳ là khắc nghiệt, nhưng mà mọi người vẫn là làm rất là năng nổ nhá. Một cái tinh thần Linh nghĩ rằng là rất khó để có được ở một cái thôn bản nào đó. Đó, lực lượng này đang tăng dần. Đấy, bà con thì rất là tiết kiệm bột đá nha các bác nhá. Phải lấy thêm một cái bao để cho vào cái quẩy tấu để nó đỡ bị lọt ra phía bên ngoài ấy. Mình đang tiếp tục với các bác ơi. Lực lượng là cứ thay nhau thôi các bác, người điệu đi người điệu về. Thực sự là năm nay là một năm Tết khá là vui đối với bà con khi mà có cái tuyến đường này đi lại, một cái tuyến đường dân sinh. Rất cảm ơn quý nhà hảo tâm với cả chú Tất Thắng đã đồng hành và giúp đỡ cho bà con ở vùng cao. Người thì cứ về liên tục luôn các bác. Úi dồi ôi, bác này không đi dép à? Chỉ cho khâu rồi. Không khâu, chào các bác. Đấy, bác không đi dép luôn, đi nếu mà cái đá kia có thể rách chân luôn. Nhưng mà người dân ở đây quen rồi. Hiện tại thì anh bí thư với cả bác trưởng thôn đây là đang đi đốc thúc mọi người làm đây. Đó, mọi người thấy rằng là cái lực lượng này toàn là các chị em phụ nữ rồi. Oh, lạnh quá. Đấy, hiện tại mọi người thấy rằng là có những nhà là người ta cũng đã đi chặt những cái cây củi loại bé, có nghĩa là những cây nó đã bị khô rồi, mang về để chuẩn bị Tết, để đón Tết, đốn Tết đấy. Tại vì vào đó là mùa đông lạnh lắm nên là thành ra là rất là khó để đi kiếm củi nữa. Tại vì mọi người thấy rằng toàn là khu vực hoang mạc đá thôi, lấy đâu ra mà củi đốt nữa. Cần để bảo vệ củi, những cái cây xanh để có nguồn nước để bà con sử dụng. Đó, các bác, hiện tại bà con này đang điệu bột đá xong lên phía trên khu vực tập kết đấy. Bây giờ lại tiếp tục ra phía bên ngoài để lấy.
Đây thực sự là những thước phim chân quý ở trên khu vực cao nguyên đá Đồng Văn thuộc khu vực huyện Mèo Vạc. Hiện tại thì chú Thắng với cả bà con thì đang tiếp tục đi ra xuống khu vực chở bột đá, khu vực tập kết phía bên kia đó. Rất đông người nha cô bác nha. Đúng rồi. Linh thực sự là quá khâm phục cái tinh thần đây. Rất mong là bà con ở khu vực này sẽ thay đổi. Đó các bác, hiện tại bà con thì đang điệu từng quẩy tấu bột đá để lên làm đường đó. Rất là đông người nha các bác nha. Mọi người thấy rằng là hôm nay lực lượng là đến là giúp làm đường thì khá là đông. Thời tiết ở vùng cao hiện tại là đang rơi vào 1 độ C đến 2 độ C nha các bác. Vào ban đêm thì nó còn rơi vào âm độ C cơ. Thực sự khá là lạnh, hôm nay rất là buốt. Ở trên này là vừa lạnh vừa buốt luôn. Nếu mà trên này ở những đỉnh núi cao là hiện tại đã bắt đầu là đóng băng rồi. Như hôm nay, buổi sáng hôm nay thì Linh cũng có biết rằng là ở chỗ đỉnh Mẫu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn, trong cái thời tiết sáng ngày hôm nay, 6 giờ sáng ngày hôm nay là nó đang ở âm 0,9 độ C. Nó khá là lạnh. Nhưng mà bà con thì tinh thần, thời tiết không thể cản lại được cái tinh thần làm đường của bà con ở thôn Quán Xí thuộc xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang này. Thế à, nhà của anh này là ở trong cái con đường đấy hả anh Tuổi? Đấy, gia đình đây là gia đình mà ở trong khu vực thôn đấy. Lúc nãy thì vừa rồi chú Thắng cũng cho cái phần tiền Mạnh Thường Quân cho vợ của cái cậu này. Đó. Củi này là mình mua về hay là chặt về đấy? Mua lò. Một bó bao tiền đấy? Tiếng phổ thông nhưng mà không nói được tiếng phổ thông. Thế nữa, nghe được nhưng mà không nói được. Chắc là không nói được nhưng mà sợ nói ngọng. Em tên là gì? Sinh năm bao nhiêu? Chơ. Chơ à? Sinh năm bao nhiêu? 24 à? Đấy, nói được mà, nói được nhưng mà chắc là nói không được rõ nên là... Đó, đây là rồi. Những đi cắt cỏ bò các bác, đây. Mọi người thấy rằng là... Đây là những bó củi. Và con đi mua về để chuẩn bị Tết đúng không? Cái này mua về để ăn Tết à? Ôi, cẩn thận nhá. Đây, hiện tại thì mọi người vẫn đang đổ đường ấy các bác. Mặt đường thì đang bắt đầu đổ đường để đi sang phía khu vực hoang mạc đá ở phía bên con, rất là khó khăn các bác. Thời tiết khá là lạnh. Tại tay của Linh cũng cóng hết rồi các bác, thấy rằng hôm nay Linh cũng đồng hành cùng chú Thắng để đến hoang mạc đá để xem cái khu vực của anh Tùa đang giúp bà con làm đường đây, mà trên kênh của chú mới rất thắng được các cô bác Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền để làm đường đó. Ở đây giá như có một cái máy trộn thì tốt biết mấy. Ở đây mà có máy trộn thì là tốt hơn nhờ. Đúng không nhờ bác nhờ? Mua ấy luôn à, máy trộn mà rồng ấy nhờ. Bác thì nghe không hiểu tiếng Mông như nào ấy. Chắc tiếng phổ thông à? À, phải nghe Mông không? Ôi. Lấy đá chắn vào ấy, chắn vào cái khe, chắn cái cốt pha kìa. Thôn mình đây mà có được cái máy trộn bột với cả bột đá đây thì nó tốt nhỉ? Bà con đỡ vất hơn. Tại vì trộn bằng tay thì nó hơi lâu các bác. Tại vì là cứ nhiều làm đường ở Hố Chua các bác. Cứ trộn bằng máy, cứ kéo đến đoạn nào thì kéo đến đoạn đấy luôn. Hãy
Ôi, làm tay không này lạnh lắm nhờ. Ừ, bác này là không nghe thấy đúng không? Bác đội mũ này. Có mà. Có à? Thế lúc này nói tiếng Mông cũng thấy hiểu gì cả. Của ta thả lúa mông chỉ vợ thả lùa. Mông mò thì thầy lạnh lắm cơ mà. À. Thôn mình bà con đoàn kết nhở, mọi người đến giúp nhiệt tình luôn. Thế bà con đến giúp điệu cùng quẩy tấu bột đá là Linh thấy rằng là cái tinh thần của bà con ở đây nó như thế nào. Chào bác nhá. À, nhà bác ở đâu? À, mình lấy bác này thì vừa nãy là Linh thấy rằng là bác này điệu bột đá các bác. Nhưng mà bác chủ yếu là đi chân đất này. Rất là lạnh các bác mà đi với đến cái khu vực đá mà toàn hoang bạc đá. Đá nhọn như tai mèo. Sắc nhọn lắm các bác. Thì sự khâm phục bác. Chê nhóc bữa giờ. Chê sáu nè. À, nhà trên kia. Hôm nay là đến giúp mọi người chở bột đá, điệu bột đá đó. Nhá, thế là Linh đi vào trong này đó. Đó, các bác ạ, vừa rồi thì mọi người cũng cùng theo chân Thảo Mỹ Linh đến một cái khu vực mới, đó, khu vực hoang mạc đá mà mọi người cũng đã được xem trong cái buổi sáng ngày hôm nay và biết được về cái quá trình của bà con ở vùng cao để làm được một cái tuyến đường dân sinh nó thực sự là vất vả như thế nào. Nói thì hôm nay thì bà con lối xóm của cái thôn Quán Xí này rất là đông đến để điệu những... quẩy tấu bột đá đến những tuyến đường dân sinh để mở đường cho bà con có một tuyến đường đi lại nó đỡ vất vả hơn. Hiện tại thì Linh đang trên cái cung đường đi vào chỗ nhà của anh Bí Thư ở chỗ cái thôn này để cùng ăn cơm cùng với chú Tất Thắng với bà con ở đây. Em mời tất cả mọi người cũng đi vào đây nhé. Chắc là Linh ăn cơm ở đây xong là Linh sẽ phải đi ra phía bên ngoài huyện Mèo Vạc và tiếp tục đi lên trên thôn Hấu Chua để xem cái quá trình làm nhà của gia đình nhà A Lử với cả gia đình của nhà bé Thỏ như thế nào để quay video cho tất cả các bác biết về quá trình làm nhà đó. Đây là cái ngôi nhà của anh Bí Thư đây. Đó. Phía bên này là chuồng luôn. Đây là phân này. Cái phân này thì mọi người sẽ để là qua Tết là bắt đầu là điệu đi để trồng ngô đó. Đây nhà anh Bí Thư thì thực sự với các bác là có những cây ớt này. Đó. Rất là nhiều cây ớt nhá. Đây là cây ớt thóc nhá các bác nhá, cực kỳ là cay luôn. Và nó có giá thành rất là đắt, cân hơn 100.000, có lúc nó lên đến tận 300.000 một cân cơ. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, mọc rất là nhiều, đấy, cực kỳ là ngon, ớt này. Rồi các bác, sau khi ăn cơm xong nhà chỗ nhà Bí Thư với trưởng thôn ấy, thì Mỹ Linh lại cùng với chú Thắng cũng đi cùng với Bí Thư với trưởng thôn này, đến khảo sát. À, cái tuyến đường ở chỗ ghế thôn này, ở trong này có chục hộ trong này nha các bác nhá. À, rất là khó khăn và ở tận trong đường này để quay cho các bác xem cái tuyến đường này nó đi lại rất là khó khăn. Đó, sau khi khảo sát xong rồi bây giờ là lại tiếp tục đi ra phía bên ngoài nhà Bí Thư. Đó, mọi người thấy rằng Linh đang đi đằng sau chú Thắng với cả Bí Thư với trưởng thôn này. Các bác trên đường đi khảo sát đường thì đây thì có những cây xương rồng của bà con đây mọc khắp cái dải hoang mạc đá nhá, xuyên hoang mạc đá luôn.
Đó, thực sự mọc rất là nhiều. Đấy, cây này các bác mà ăn qua thì các bác biết là cái quả nó là đỏ ấy. Thực sự nó khá là ngọt. Khá là nhiều nhá các bác nhá. To. Đấy, đây bà con chặt để đây thôi. Nó mọc nhiều quá. Đấy, đang đi khảo sát cái tuyến đường hơn 3 cây các bác. Rất là khó khăn. Rất mong là các bác ủng hộ trên kênh chú Thắng để giúp đỡ cho bà con đây có cái tuyến đường dân sinh đi vào trong này nó đỡ khổ hơn. Đó, phía bên kia là chỗ khu vực xã Khâu Vai, khu vực mà có phiên chợ ngoại tình nổi tiếng nhất Việt Nam. Anh Tủa cứ đi đấy, một thời gian là giảm béo hết nhỉ? Săn hô ấy. Vâng. Đèn ngược lên chỗ này. Nhìn như những dải san hô ở ngoài biển nhá các bác nhá. Đó các bác, trong cái ngày hôm nay thì các bác cũng cùng với cả Linh, cùng với chú Tất Thắng đi đến khu vực Hoa Mạc Đá xem bà con làm đường, sau đó là cũng đi khảo sát. Hiện tại thì Linh đang có mặt ở khu vực cũng thuộc cái khu vực Hoang Mạc Đá. Mọi người có thấy rằng là cái khu vực này bà con trồng củ cải rất là nhiều. Đấy, nó mọc nhô lên với so với mặt đất này các bác. Đó, mọi người thấy rằng là củ cải nhiều chưa? Đó, mọc nhô lên khỏi mặt đất nhá các bác nhá. Đó. Hiện tại thì bà con vẫn đang thu hoạch củ cải đây. Con chào bà nhá. Đang hái củ cải à? Hái gì mùa chuột kê to à? Nên chị đe gió lọc phun bùa đâu? Bà đang hái những cái lá này về để cho lợn nha các bác. Dạ mà. Nên cho chê nhất là nì nhờ? Nhà mọi người là cũng ở ngay gần đây các bác. Trong ní mua đâu chồng hả bà? Mua xa chào chí nó mà. Bà năm nay 75 tuổi rồi. Thế mà hiện tại là vẫn đang đi làm. Việc khá là khỏe nha các bác nhá. Lâu lâu tụi con chỉ tàu ra. Đẹp rồi. Sửa nó từ bé tua kê nhưng mà bé mà tua sửa này che dinh mây. Hát chỉ mùa sửa kê lịch trả. Này tụi kê nhà rồi. Dạ mà. Đấy, hiện tại là vẫn là đang cóng trẻ con vừa đi làm nương nha các bác. Mà nay mà ổn đây nhá. Con chào bà. Đó, mọi người thấy rằng cái vườn củ cải này. Khiếp chưa? Ôi dồi. Đấy, hiện tại thì Linh sẽ đi ra phía bên ngoài đường bên kia thôi. Và trong ngày hôm nay thì mọi người đã theo dõi cái thước phim của Thảo Mỹ Linh cùng với cả chú Nguyễn Tất Thắng đi đến cái khu vực Hoang Mạc Đá thuộc cả xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để xem bà con làm đường mà đã được các cô bác Mạnh Thường Quân hỗ trợ đó. Và trong ngày hôm nay thì cũng đi khảo sát cái tuyến đường khá là dài, hơn 3 cây số. Và video của Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Các bác thấy hay ý nghĩa thì mọi người hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh để Mỹ Linh có thể có những động lực trên nẻo đường làm thiện nguyện ở trên khu vực cao nguyên đá và giúp bà con đồng hành cùng chú Tất Thắng để giúp được càng nhiều các hoàn cảnh ở trên khu vực Hà Giang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh nha.